dần dần được nhập vào tam ma địa này công đức lợi ích thù thắng không thể nghĩ bàn những hữu tình nào hủy bán chánh phát, chẳng tin thiện ác là kẻ nghiệp chướng nặng nề lại hữu tình ấy không thể chứng được định này mạnh thù thất lợi ví như có người gặp được ngọc báu đưa cho thợ ngọc và bảo viên ngọc quý này của tôi giá trị vô lượng nhưng hình sắc của nó chưa được sáng đẹp lắm anh hãy mài giũa ngọc đúng khuôn mẫu dùng tôi nhưng chỉ làm sáng đẹp chứ đừng làm hư hình sắc Người thợ ngọc theo lời người kia bảo dựa theo khuôn mẫu chú tâm như vậy rũa mài viên ngọc. Cứ như vậy, như vậy, màu sắc ánh sáng phát dần thêm cho đến cực kỳ sáng và trong suốt khi tù sửa xong, giá trị viết ngọc thật vô lượng. Mạn thủ thất lợi, các thiện nam tử vân vân trụ một Tát thừa kia cũng như vậy, tu học tam ma địa này dần dần cho đến khi chứng được tam ma địa.